bầu không khí nó vui lên. Nếu quý vị nào muốn đen thì xin mời quý vị cùng lên sàn nhảy nha. Và liên tục chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài sáng tác của nhạc sĩ Bên Kỳ, bài hát Xuân Đã Về qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mimi. Mimi xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Yeah.